Ủy ban kiểm tra quyền ủy Cái Bè phối hợp với quyền đoàn Cái Bè cũng vừa vận động các doanh nghiệp chế biến lúa gạo và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện được hơn 8 tấn gạo và 2 tấn chanh để chia sẻ một phần khó khăn cho người dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết 8 tấn gạo và 2 tấn chanh do ông Nguyễn Văn Hăng, thường vụ quyền ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quyền ủy vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện tài trợ. Số nông sản này sẽ được chuyển đến Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.